Lên con rồi. Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống phụ dưới này nè. Rồi đang cải dây đây, cải dây chuẩn bị sẽ cho lên con diều này nhá. Rồi chuẩn bị cho bay con này nha các cụ nha. Chó hiện tại giờ đang đang tương tương đối, gọi là tương đối thôi chứ chưa đẹp. Hôm nay thứ hai đầu tuần này, này đang ở trên bầu trời đang có một con. À, dòng dòng ở dưới khu vực đất đây đang hơi gió nhẹ, bắt đầu đang chuẩn bị trải dây và sẽ cho bay con diều này. Nói chung là con diều này to quá thì phải cái dây phải cột gốc trước để bắt đầu với đang cho bay. Ô sao con diều cái này rớt rồi, nó vừa cơn này này nó mới có dông này đó, cơn này này đó. Mặt trời đang chuẩn bị che dông. Đúng rồi vậy á, đẩy mạnh lên, đẩy mạnh lên một lên. Chín con kìa rồi. Chín đâu? Chín đâu? Chín chơi, chín chơi, chín chơi, chín chơi, chín chơi, chín chơi, chín chơi. Chạy 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 chạy. Nhanh 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 nhanh. Căng chưa? Lên con rồi. Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống phụ dưới này nè. Đẹp lắm. Bơm thêm dây đi. Anh có đẹp quá. Có sợ vướng con kia không? Giữ lại cái không vướng cho nó lên, không vướng con kia này. Không có lùi xuống dưới kia một tí, vô vô mẹ trong nguyên cơ, trong góc đây cột đây này. Nặng lắm. Nặng lắm. Năm mét hai mà đấy, dùng hết sức luôn đấy, gốc chân cá này được này. Bơm lên, bơm lên. Lên tính cái. Ừ, trời, trời, hết tốc độ. Không vướng đâu. Trời lắm. Thôi. Dưới gốc đó rồi, dưới gốc đó rồi, gốc đó đi. Không có gì cột nhất. Trong lên gì? Không có, tụi nó để. Càng lắm. Tụt gió rồi, tụt gió. Đang lên tự nhiên tụt gió đây các cụ ạ. Hai con.
rồi xuống. Ở dưới rồi. Mưa nè, cơn mưa nè. Tí này vào cột điện nha. Tò tăng 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 tăng. Rồi rớt rồi, giờ chị mình lên lại nhá. Hơi nặng, nhiều ngày gió nó. Lên lại nha, lên lại nha, lần thứ hai nha. Lên. Chạy chạy chạy, nhanh 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 nhanh. Lên lên luôn, qua luôn. Qua luôn. Chạy chạy chạy, lên 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 lên. Ôi ôi ôi, thả ra. Căng quá các cụ ạ, căng căng lắm. Sao? Sao mà kéo dụng đi ghê vậy? Nó to quá. Ơi. Thả đi, thả đi. Có cột gốc rồi mà. Úi dồi. Cao. Em cao quá. Nhỏ lớn quá. Chết. Tiếp sao luôn. Chỗ này mà sao xuống được mà. Trời quá đẹp luôn.
Đây còn nhiều rớt rồi, đây rồi đây. Thằng Nhân nó đang chạy ra đây. Không sao hết. Đó rất đẹp luôn. Thôi đang chỉnh leo đây cho bay lên lại nhá. Còn đây vô góc đi chú. Được mà chú đâu, con 3 mét là chú bay được mà. Mày đây mày phụ chú đi. Để chú Dũng đâm nhá. Tự tìm nó vào tay. Đang chỉnh đi leo lại đây. Áo diều siêu nghệ nhân mới lao xuống đúng ngay vũng nước luôn. Rồi lên lại nhá. Rồi lên luôn. Nó to 3 mét lắm. 3 mét ở ông không kéo không nổi luôn đi chứ. 4 mét là phải 2 người. Nệ Dũng nó kéo tên Dũng té luôn rồi. Lắm sức khỏe của Dũng. Đó. Ổn ổn rồi đấy, hơi bị lật lật phải, đâu lật trái chứ, hơi lật trái. Tí vậy được rồi, cũng ổn. Chưa biết được nào, gió như thế này mà. Lao như tên bắn. Kéo về cột khô đi. Kéo về cây khô. Để nó cho rớt trong bãi được không? Không không, cái bãi đẹp lắm, vào đó. Rồi đấy cái cây khô kia là cây khô này. Nó vướng cây của Dũng. Không không, đó cái cột nhẹ này. Chưa vướng được. Ba người kéo như vậy được rồi. Líp. Líp sáu. Con này là sáu, gió to thì nó kêu. Đấy. Úi sọt kìa. Úi sọt kìa. Gió đang ba mấy luôn. Ba quan này. Chưa thở được, đang líp. Rồi ổn đấy, sáu thở rồi các cô ạ. À.
gió lớn con này xả gió không khô, không kịp. Cua như máy bay phản lực. Con đang kêu 5m2 thì con rồi. Đấy, ổn rồi đấy. Chắc tí đứa con này rồi. Lại đi lượm nhiều. Thế nó không vô cái vòng kia, nhưng vô cái vòng kia lại lát tan cháo ra rồi. Không sao hết. Đi vòng với vòng lên vòng anh sạch, đi vòng anh sạch. Đã lâu rồi đôi lửa cắt đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa hãy ra đi từ độ nào. Ngày xưa đó ta đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em ăn không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin ghép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa, mưa rơi từng đêm mưa. Áo ướt nhiều hay người ướt? Hả? Ôi trời, áo chiều. Áo thì... Hôm qua mới vừa ướt nghe mà. Thì thả diều thì ngày nào mà chả phải ướt. Hôm nay áo lại ướt em, chưa kịp khô nha. Bỏ chuyện chuyện bình thường. Không kịp khô luôn. Từ đây mùa tháng 9, tháng 10, tháng 11 ngày nào mà chả mưa mà chả ướt. Nó không mưa, nó không có gió mới chị. Không có gió thì bảo sao không gió. Ừ. Mai mua cái áo mưa. Đầu tư áo mưa một đó. Đừng có mua áo mưa cắn chơi, mua áo mưa một thôi chơi mới được. Áo mưa một mình bận nó dễ chạy. Đúng rồi. Đi đường thì mua cái áo cắn chơi có nên gần dễ, còn mà mặc nó ấy, còn áo mưa một thì thả diều nó chạy được. Ở đây tay nào chả có áo mưa một. Nói anh chứ hồi trước là tôi đầy đủ đồ hết á. Mà chán rồi đúng không? Dẹp rồi. Chơi lâu quá rồi chứ hả? Chơi chung đây lâu quá rồi, đầy đủ đồ hết đó. Rồi chơi cái chán rồi bỏ rồi cái...